tiên chúng ta sẽ tiến hành làm phần nhân của bánh. Nhân của bánh thì chúng ta sẽ làm từ đậu xanh. Thì đậu xanh các bạn sẽ bắt lên bếp và chúng ta sẽ nấu cho sôi, cho chín cái phần nhân này để chúng ta quết cái hỗn hợp đậu xanh. Phần đậu chúng ta đã chín thì chúng ta sẽ vớt ra tô để chúng ta bắt đầu quết cái hỗn hợp nhân của bánh. Các bạn sẽ dùng đường vàng để nhân bánh của chúng ta nó sẽ ngọt thanh hơn. Và chúng ta cho thêm một ít muối cộng với một chút vani để cho phần nhân của chúng ta đặc biệt thơm ngon hơn. Các bạn sẽ quết phần đậu xanh này cho thật là nhuyễn và đều cho đến khi cái phần muỗng chúng ta có cảm giác nặng là chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu phần rau câu để chúng ta thực hiện phần vỏ bánh trung thu. Thì các bạn có thể dùng thêm những cái mùi hương hoặc là màu sắc khác nhau tùy ý các bạn. Ở đây mình sẽ làm món bánh đơn giản với cái màu tự nhiên thôi. Các bạn sẽ dùng đường vàng để phần rau câu của chúng ta nó sẽ có vị ngọt thanh và đồng thời cũng tạo cho cái phần rau câu chúng ta có màu vàng đẹp. Trong khi các bạn chờ đợi phần rau câu chúng ta nguội dần thì các bạn sẽ bắt tay vào làm nhân bánh. Phần đậu xanh chúng ta đã quết lúc nãy thì bây giờ chúng ta sẽ vo thành từng viên tròn cho vừa với cái khuôn bánh của chúng ta là được. Các bạn sẽ vo đều tay và vừa vo và chúng ta sẽ vừa bóp cho cái phần nhân của chúng ta chặt lại một chút. Các bạn có thể dùng kèm thêm với cái phần dừa. Ở đây mình sẽ thêm một cái lớp dừa bao bên ngoài cái phần nhân đậu xanh của chúng ta. ta sẽ cho một cái lớp rau câu đầu tiên vào khuôn. Và chúng ta sẽ đợi cái lớp rau câu này đặt lại một chút để chúng ta sẽ cho phần nhân lên ở giữa bánh. Bây giờ chúng ta cũng đã đợi khoảng 5 phút rồi thì phần rau câu có lẽ cũng hơi đặc rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ phần nhân vào. Và bây giờ chúng ta sẽ đổ tiếp phần rau câu còn lại. Chúng ta sẽ đổ đầy khuôn bánh là chúng ta đã hoàn tất bánh của chúng ta rồi đấy. Wow, nhìn phần màu vàng vỏ bánh của chúng ta rất là đẹp mắt đúng không các bạn? Thì mình nghĩ món bánh trung thu rau câu chúng ta chuẩn bị ra lò sẽ rất là ngon đây. Món bánh rau câu trung thu của chúng ta sẽ dùng lạnh. Và khi dùng lạnh các bạn sẽ cảm nhận được cái vị thanh mát và ngon miệng món bánh này. Ta-da! Chúng ta đã vừa hoàn thành xong món bánh rau câu trung thu của chúng ta rồi. Thì mình nghĩ các bạn nên thử món này vào dịp trung thu này xem sao nhé. Và chúc các bạn thành công!